vẫn dài ngủ một chút đi anh ở ngoài kia chiều trái tim hương đời bao đêm rồi anh vẫn chưa tròn giấc trong đại dịch lo tác chiến từng đêm đêm còn dài ngủ một chút đi anh chuyến tàu bình yên rồi sẽ về bờ sức khỏe của dân là điều cấp thiết toàn đang toàn quân toàn dân ta đồng lòng nhìn về việt nam nhìn về việt nam cả thế giới tự hào mơ về ngày mai quê hương nắng ấm nụ cười em thơ vui bước đến trường đêm vẫn dài ngủ một chút đi anh anh tư lành ơi tổ quốc tôi cần anh một trái tim anh theo nhịp việt nam bước tinh thần việt nam quyết thắng đại dịch đêm vẫn dài ngủ một chút đi anh ở ngoài kia chiều trái tim hương đợi bao đêm rồi anh vẫn chưa chọn giấc trong đại dịch lo tạc chiến từng đêm đêm còn dài ngủ một chút đi anh chuyến tàu bình yên rồi sẽ về bờ sức khỏe của dân là điều cấp thiết toàn đảng toàn quân toàn dân ta đồng lòng nhìn về việt nam nhìn về việt nam cả thế giới tự hào mơ về ngày mai quê hương nắng ấm nụ cười em thơ vui bước đến trường đêm vẫn dài ngủ một chút đi anh anh tư lệnh ơi tổ tô quốc tôi cần anh một trái tim anh theo nhịp việt nam bước tinh thần việt nam quyết thắng đại dịch anh tư lệnh ơi tổ tô quốc tôi cần anh một trái tim anh theo nhịp việt nam bước tinh thần việt nam chiến thắng đại diện Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 tại di tích Xanh Thắng và cơ sở tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn. Thông điệp 5K của Bộ Y tế trong phòng chống dịch Covid-19. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 2, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19 với các địa phương trong cả nước. Tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Trịnh Hữu Hùng, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh và các đơn vị liên quan. Với đợt dịch lần thứ ba này, các chuyên gia nhận định là đợt dịch tương đối phức tạp vì biến chủng của Anh tốc độ lây nhiễm cao hơn 70% so với chủng cũ. Cũng vì thế, trong thời gian ngắn, Việt Nam phát hiện nhiều ca bệnh, đặc biệt ổ dịch xảy ra trong khu công nghiệp. Tại Hải Dương đã ghi nhận 575 ca mắc, vượt con số của ổ dịch tại Đà Nẵng với 389 ca. Hiện 12 trên 13 tỉnh thành phố đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch. Riêng tại Hải Dương, tình hình dịch vẫn phức tạp. Do đó, Bộ Y tế đề nghị các địa phương không được chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch COVID-19, coi chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm trong quý I năm 2021. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị trong quý I năm 2021 phải coi công tác phòng chống dịch bệnh là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên cấp bách trước mắt và lâu dài. Các địa phương phải tăng cường công tác chống dịch. Theo quan điểm người đứng đầu cấp ủy, tại các địa phương phải chịu trách nhiệm về công tác chống dịch trên địa bàn mình. Chỉ đạo sát sao các hoạt động phòng chống dịch để dập tắt dịch, bảo đảm an toàn cho người dân. Đồng thời đề nghị các địa phương phải quyết liệt thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, các bộ ngành trung ương, không được chủ quan, lơ là, tự mãn, ngủ quen trên chiến thắng cần phải chuẩn bị tất cả các kịch bản, phương án để ứng phó một cách nhanh nhất, kịp thời nhất, hiệu quả nhất để giảm thiểu tác động của dịch COVID-19 và ngăn chặn dịch lây lan. Đồng thời, tăng cường tầm soát phát hiện sớm các ca bệnh để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Tất cả các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện giám sát chủ động. Các địa phương phải chuẩn bị các phương án xét nghiệm với số lượng nhiều hơn tất cả cán bộ phải được tập huấn về lấy mẫu tại hộ gia đình, khu cách ly. Nhấn mạnh sự thay đổi trong chiến lược phòng chống dịch của giai đoạn này để giảm tác động đối với phát triển kinh tế, bảo đảm công tác phòng chống dịch đó là truy vết thần tốc, khoanh vùng nhanh, lấy mẫu diện rộng, phong tỏa diện hẹp. Trong đó, xét nghiệm là vấn đề mấu chốt của kiểm soát dịch, thực hiện cách ly tập trung F1, Tất cả người nhập cảnh vào Việt Nam đều phải cách ly tập trung đủ 14 ngày, trừ trường hợp ngoại giao mới được cách ly tại nhà và phải bảo đảm điều kiện tiêu chuẩn phòng chống dịch chặt chẽ, phối hợp chặt chẽ với quân đội để thực hiện nghiêm việc cách ly. Bộ Y tế cũng đã liên tục có hướng dẫn đúc rút bài học kinh nghiệm từ các đợt phòng chống dịch trước đó làm thế nào để quản lý từng hộ dân để nếu xảy ra thì biết được người đi đến. Để bảo vệ sức khỏe người dân, giúp cơ quan y tế kịp thời ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch các địa phương cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch COVID-19 với Bộ Giải pháp Công nghệ NCOV, Tờ khai y tế Blue Zone. Riêng đối với Hải Dương, cần thực hiện quyết liệt triệt đề chỉ thị số 16, thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, chặn các nguồn lây trong cộng đồng. Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe báo cáo của đại diện Cục Y tế Dự phòng về diễn biến tình hình dịch bệnh và một số hoạt động trọng tâm triển khai trong thời gian tới. Đại diện Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh báo cáo công tác thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19, tại các cơ sở khám chữa bệnh, cục công nghệ thông tin hướng dẫn khai báo y tế QR code và một số địa phương báo cáo về công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 2, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có công văn số 2781 chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Y tế và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 tại di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và cơ sở tín ngưỡng tôn giáo. Theo đó, để chủ động kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu người dân, du khách và những người trực tiếp quản lý, phục vụ, lao động tại di tích và các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo tham gia hoạt động tham quan du lịch, tín ngưỡng, sinh hoạt tôn giáo phải thực hiện nghiêm túc các quy định khuyến cáo 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập đông người, khai báo y tế của Bộ Y tế trong phòng chống dịch Covid-19 tại các di tích và cơ sở tín ngưỡng tôn giáo. Chủ động thường xuyên đeo khẩu trang khi đến và trong suốt thời gian có mặt ở di tích và cơ sở tín ngưỡng tôn giáo rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn thường xuyên vệ sinh các bề mặt thường xuyên tiếp xúc giữ vệ sinh lau rửa nhà cửa không gian tín ngưỡng sinh hoạt tôn giáo bảo đảm thông thoáng và vệ sinh môi trường giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc với người khác theo hướng dẫn của cơ quan y tế không tập trung đông người trong cùng một không gian khi thực hiện tham gia các hoạt động tham quan du lịch tín ngưỡng và sinh hoạt tôn giáo theo hướng dẫn của cơ quan y tế thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Các tổ chức cá nhân được giao quản lý di tích và người đại diện cơ sở tín ngưỡng tôn giáo có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định và hướng dẫn của các cơ quan cấp có thẩm quyền, bố trí các địa điểm, nhân lực và chuẩn bị sẵn sàng khẩu trang, nước rửa tay, diệt khuẩn, máy đo thân nhiệt, để phục vụ người dân, du khách. Tổ chức thực hiện và duy trì thường xuyên công tác thông tin tuyên truyền các quy định về phòng chống dịch COVID-19 trên các bảng biểu loa phát thanh. Yêu cầu mọi người thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách tối thiểu, không lưu lại quá lâu tại mỗi một khu vực, sắp xếp phân luồng di chuyển và chia thành các nhóm nhỏ. Đối với người tham gia các hoạt động tham quan, du lịch, tín ngưỡng và sinh hoạt tôn giáo, kiên quyết từ chối, không đón tiếp những người không chấp hành các yêu cầu bắt buộc về phòng chống dịch. Tổ chức thực hiện kiểm soát khai báo y tế đối với người từ ngoài tỉnh, nhất là những người đến từ vùng có dịch theo thông báo của Bộ Y tế. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn nơi có di tích và cơ sở tín ngưỡng tôn giáo trực tiếp kiểm tra, giám sát và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong các hoạt động tại di tích và cơ sở tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn theo quy định kịp thời chấn chỉnh xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch trong hoạt động tham quan du lịch, tín ngưỡng và sinh hoạt tôn giáo. Đối với các di tích và cơ sở tín ngưỡng tôn giáo trọng điểm, thu hút đông người tham gia, Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập các tổ, bộ phận kiểm tra, giám sát và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các sở ngành, đơn vị có liên quan triển khai tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống dịch tại các di tích, và cơ sở tín ngưỡng tôn giáo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh để thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 và hướng dẫn chi tiết của Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Nội vụ Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 nêu trên để nhân dân biết, nghiêm túc chấp hành khi tham gia các hoạt động tham quan du lịch tín ngưỡng và sinh hoạt tôn giáo. Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của ủy ban nhân dân cấp xã và tại các di tích, cơ sở tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn kịp thời nhắc nhở chấn chỉnh xử lý nghiêm hoặc tạm đình chỉ hoạt động tham quan du lịch tín ngưỡng và sinh hoạt tôn giáo tại các di tích và cơ sở tín ngưỡng tôn giáo nếu vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19 theo thẩm quyền. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện nếu để xảy ra tình trạng không thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19 tại di tích và cơ sở tín ngưỡng tôn giáo khi tổ chức các hoạt động có liên quan sở văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với sở y tế sở nội vụ và ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn quy định về phòng chống dịch phù hợp điều kiện thực tế tại các di tích và cơ sở tín ngưỡng tôn giáo để đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch và tạo thuận lợi đáp ứng nhu cầu hoạt động tham quan du lịch tín ngưỡng và sinh hoạt tôn giáo cho nhân dân thành lập các đoàn kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại di tích và cơ sở tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh chấn chỉnh xử lý nghiêm hoặc tạm đình chỉ hoạt động những di tích và cơ sở tín ngưỡng tôn giáo nếu vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động tín ngưỡng sinh hoạt tôn giáo theo thẩm quyền. Báo cáo chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền, bố trí cán bộ giám sát, hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác phòng chống dịch tại các di tích và cơ sở tín ngưỡng tôn giáo trọng điểm. Thủ trưởng các ban ngành đoàn thể, cơ quan cấp tỉnh chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh quán triệt, vận động cán bộ công chức viên chức, người lao động và nhân dân hạn chế tham gia các hoạt động tham quan du lịch tiến ngưỡng và sinh hoạt tôn giáo có tập trung đông người. Thưa quý vị và các bạn, để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K của Bộ Y tế: Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang: Đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn: Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác, không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app NCOV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ HTTPS 2 cài chéo gạch chéo www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay đất nước ta đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới, so đảng khởi xướng, lãnh đạo và đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Những thành tựu đó không những góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, mà còn góp phần quan trọng trong việc củng cố vững chắc độc lập dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa tạo tiền đề để đất nước tiếp tục phát triển bền vững trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa hội nhập kinh tế quốc tế tuy nhiên bên cạnh những thời cơ thuận lợi đó đất nước ta cũng đang còn đứng trước nhiều khó khăn thách thức vì vậy nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc hiện nay không chỉ chống chiến tranh xâm lược bảo vệ độc lập toàn vẹn lãnh thổ bảo vệ chủ quyền quốc gia vùng trời vùng biển Tổ quốc, mà còn gắn liền với việc bảo vệ Đảng và Nhà nước, bảo vệ công cuộc lao động hòa bình của nhân dân, bảo vệ sự nghiệp đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Vì thế, bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ chiến lược thường xuyên của Đảng, của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Trong đó, lực lượng vũ trang nhân dân là nòng cốt và đội ngũ thành niên là những người chiến sĩ anh dũng, luôn chắc tay súng canh giữ toàn vẹn từng tấc đất, vùng trời, vùng biển, quê hương. Đó chính là một cách cụ thể biểu hiện lòng yêu nước của thế hệ thanh niên hiện nay, bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân. Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong quân đội nhân dân. Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ. Mỗi địa phương, gia đình cần động viên khuyến khích con em mình tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi theo quy định. Một lớn, tiêu chuẩn tuyển quân. Một, tuổi đời, công dân từ đủ 18 tuổi đến 25 tuổi, công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. 2. Tiêu chuẩn chính trị A. thực hiện theo thông tư lên tịch số 50-2016 ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong quân đội nhân dân Việt Nam. B. Đối với các cơ quan đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong quân đội, lực lượng tiêu binh, nghi lễ, Lực lượng vệ binh và kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng. 3. Tiêu chuẩn sức khỏe. A. Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch 16/2016 ngày 30 tháng 6 năm 2016. B. Đối với các cơ quan đơn vị, vị trí quy định tại điểm B khoản 2 điều này thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng. C. Không khỏi nhập ngũ vào quân đội, những công dân có sức khỏe loại 3, tật khúc xạ về mắt, cận thị 1,5 đi ốp trở lên, viễn thị ở các mức độ. Nghiện ma túy, nhiễm hivs. bốn 4. Tiêu chuẩn văn hóa. Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn, không đảm bảo đủ chỉ tiêu sao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7, các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, theo quy định của pháp luật. Đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên. Hai lớn, trường hợp tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ. Một, tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây, chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ, theo quyết luận của Hội đồng Khám sức khỏe, là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động, trong gia đình bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản do thiên tai, tai nạn, dịch bệnh nguy hiểm gây ra, được ủy ban nhân dân xã phường thị trấn, sau đây gọi chung là cấp xã xác nhận. Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam, suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%, có anh chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ. Hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 3 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế, xã hội của nhà nước do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định. Cán bộ công chức phiên chức thanh niên sung phong được điều động đến công tác làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông, đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy, thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy, thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo. 2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân là con của liệt sĩ, con của thương binh hạng 1, một, một anh hoặc một em trai của liệt sĩ, một con của thương binh hạng 2, một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, công an nhân dân. Cán bộ công chức, viên chức, thanh niên sung phong được điều động đến công tác làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. Theo quy định của pháp luật, từ 24 tháng trở lên, công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 điều này nếu không có lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ. Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này. Nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ. Danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan tổ chức trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày chủ tịch ủy ban nhân dân huyện ký quyết định. 3 lớn, quyền lợi nghĩa vụ của công dân khi thực hiện nghĩa vụ quân sự. một Đi nghĩa vụ quân sự được hưởng những quyền lợi gì? Điều 4, Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định: Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong quân đội nhân dân, thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của quân đội nhân dân. 2. Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú, phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của luật này. 3. Công dân phục vụ trong lực lượng cảnh sát biển và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân được coi là thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ. Đi nghĩa vụ quân sự được hưởng những quyền lợi sau. Được nghỉ phép hàng năm. Hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ từ tháng 13 trở đi, nghỉ phép hàng năm, thời gian nghỉ là 10 ngày, không kể ngày đi và về hạ sĩ quan binh sĩ đã nghỉ phép năm theo chế độ. Nếu gia đình gặp thiên tai, hỏa hoạn nặng, hoặc người thân từ trần mất tích, hoặc hạ sĩ quan binh sĩ lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thì được nghỉ phép đặc biệt, thời gian không quá 5 ngày, không kể ngày đi và về. Được thanh toán tiền tàu, xe, tiền phụ cấp đi đường theo quy định hiện hành. Căn cứ pháp lý điều 3, Nghị định 27-2016 NDCP không mất phí chuyển bưu phẩm tiền. Theo Điều 5, Nghị định 27-2016 NDCP, hạ sĩ quan binh sĩ tại ngũ được miễn tiền cước khi chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện, được cấp 4 tem thư trên một tháng khi tham gia tuyển sinh được cộng điểm ưu tiên. Trước khi nhập ngũ, là thành viên hộ nghèo, học sinh, sinh viên, nếu vay tiền từ Ngân hàng Chính sách Xã hội thì được tạm hoãn, trả và không tính lãi suất trong thời gian tại ngũ chế độ đối với người nhà hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ. Nhà ở gặp tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai dẫn đến sập hư hỏng, trợ cấp 3 triệu đồng trên một suất trên lần. Thân nhân bị ốm đau từ một tháng trở lên hoặc điều trị một lần tại bệnh viện từ 7 ngày trở lên, trợ cấp 500.000 đồng trên một thân nhân trên một lần. Thân nhân từ trần mất tích, trợ cấp 2 triệu đồng trên người. Con đẻ con nuôi hợp pháp được miễn giảm học phí. Căn cứ pháp lý, Điều 6 Nghị định 27-2016 NDCP 2. Quyền lợi của quân nhân sau khi xuất ngũ Được hưởng trợ cấp xuất ngũ một lần, cứ mỗi năm phục vụ trong quân đội được trợ cấp 2 tháng tiền lương cơ sở Trợ cấp tạo việc làm, mức trợ cấp bằng 6 tháng tiền lương cơ sở Tổ chức buổi gặp mặt chia tay trước khi xuất ngũ, mức chi là 50.000 đồng trên người được tiễn và đưa về địa phương cư trú hoặc cấp tiền tàu xe và phụ cấp đi đường được tiếp nhận vào học các trường học đang học trước đó trước khi nhập ngũ đang học tập hoặc có giấy gọi vào học tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp cơ sở giáo dục đại học thì được bảo lưu kết quả được tiếp nhận vào học các trường đang học trước đó trước khi nhập ngũ đang học tập hoặc có giấy gọi vào học tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp cơ sở giáo dục đại học thì được bảo lưu kết quả và được tiếp nhận vào học ở các trường đó sau khi xuất ngũ được trở lại làm việc tại nơi trước khi nhập ngũ đang làm đối với trường hợp trước khi nhập ngũ làm việc tại cơ quan nhà nước tổ chức chính trị tổ chức chính trị xã hội được tiếp nhận lại bố trí việc làm và bảo đảm thu nhập không thấp hơn trước khi nhập ngũ nếu cơ quan này bị giải thể thì cơ quan tổ chức cấp trên trực tiếp phải bố trí việc làm phù hợp đối với trường hợp trước khi nhập ngũ làm việc tại tổ chức kinh tế được tiếp nhận lại bố trí việc làm và bảo đảm tiền lương tiền công tương xứng với vị trí việc làm, tiền lương, tiền công trước khi nhập ngũ. Nếu tổ chức kinh tế đã chấm dứt hoạt động, giải thể, phá sản thì giải quyết chế độ chính sách như người lao động của tổ chức kinh tế đó. Lưu ý, trong trường hợp không tiếp nhận lại, bố trí việc làm cho người xuất ngũ thì sẽ bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng, đồng thời buộc phải tiếp nhận người hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về cơ quan, tổ chức cũ làm việc. Được hưởng bảo hiểm xã hội một lần, mức hưởng là 2 tháng mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội cho mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội. Lưu ý, thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Được chính quyền các cấp, cơ quan tổ chức ưu tiên sắp xếp việc làm, được cộng điểm trong tuyển dụng công chức. Cụ thể, người hoàn thành nghĩa vụ quân sự được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển. Được ưu tiên trong xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức. Cụ thể, nếu có từ hai người trở lên có kết quả thi bằng nhau tại các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người hoàn thành nghĩa vụ quân sự sẽ được ưu tiên tuyển dụng. Trong thời gian tập sự, được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngành tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo. Được hỗ trợ đào tạo nghề, mức chi hỗ trợ đào tạo nghề theo điều 10, thông tư 152-2016, TT-BTC, mức hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng trên người trên ngày thực học, Mức hỗ trợ tiền đi lại 200.000 đồng trên người trên một khóa học. Nếu địa điểm đào tạo xa ở nơi cư trú từ 15 km trở lên, được miễn giảm học phí, được vay vốn để tham gia đào tạo nghề, trình độ trung cấp, cao đẳng đối với người có hoàn cảnh khó khăn. Bốn lớn, xử lý vi phạm trong trường hợp trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Điều 59 Luật nghĩa vụ quân sự quy định tổ chức cá nhân có hành vi trốn tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo đó, việc không đăng ký nghĩa vụ quân sự khi đã có lệnh gọi, không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng được coi là hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định tại điều 10 Luật nghĩa vụ quân sự. Tùy theo tính chất, mức độ, người vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Năm lớn, trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện trách nhiệm theo quy định tại khoản 1 điều 6 thông tư số 148/2018/TT-BQP và chỉ đạo hội đồng nghĩa vụ quân sự, các ban ngành liên quan và các thôn thực hiện tuyển quân đúng quy định, đảm bảo đủ chỉ tiêu, chất lượng giao quân. Chỉ đạo các thôn tổ chức bình cử, đề xuất công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự đi sơ tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự đúng quy định bảo đảm dân chủ công bằng công khai chất lượng hiệu quả trực tiếp sơ tuyển xét duyệt công dân nhập ngũ báo cáo ủy ban nhân dân cấp huyện danh sách công dân đủ điều kiện nhập ngũ tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ lập hồ sơ nghĩa vụ quân sự và các thủ tục liên quan đối với công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ để bàn giao cho ban chỉ huy quân sự cấp huyện thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định và thông báo công khai đến từng thôn những nội dung sau. Chỉ tiêu tuyển quân huyện giao cho xã, điều kiện tiêu chuẩn tuyển quân, trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ, danh sách công dân trong diện nhập ngũ, danh sách công dân tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ, danh sách công dân đủ điều kiện nhập ngũ, kết quả phân loại sức khỏe theo quyết luận của hội đồng khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, danh sách công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng nhập ngũ chỉ đạo ban chỉ huy quân sự xã phối hợp với các ban ngành liên quan hướng dẫn những công dân được phát lệnh gọi nhập ngũ lập tờ khai tham gia bảo hiểm y tế theo mẫu có xác nhận của ủy ban nhân dân cấp xã để bàn giao cho ban chỉ huy cấp huyện cùng với hồ sơ nghĩa vụ quân sự chỉ đạo ban chỉ huy quân sự xã phối hợp với công an xã và các ban ngành đoàn thể nắm chắc tiêu chuẩn chính trị đạo đức và những vấn đề mới phát sinh của công dân chuẩn bị nhập ngũ kịp thời thông tin và cung cấp để ban chỉ huy quân sự cấp huyện và đơn vị nhận quân biết quản lý, phối hợp với đơn vị nhận quân và gia đình giải quyết quân nhân đào ngũ, bỏ ngũ theo quy định của pháp luật. Tham gia nhập ngũ là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong quân đội nhân dân. Cơ quan, tổ chức cá nhân và gia đình có trách nhiệm giáo dục, động viên và tạo điều kiện cho công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tổ chức cá nhân có hành vi trôn tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Thưa quý vị và các bạn, như truyền thống hàng năm vào dịp đầu xuân, tuổi trẻ thị xã Nghi Sơn lại nô nức lên đường nhập ngũ làm nghĩa vụ thiêng liêng, đóng góp sức trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lễ tiễn đưa tân binh lên đường sẽ được tổ chức long trọng vào 7 giờ 30 phút ngày 27 tháng 2 năm 2021, tức ngày 16 tháng Giêng năm Tân Sửu tại sân vận động thị xã Nghi Sơn. Buổi lễ được tổ chức trong điều kiện toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang phấn đấu thực hiện nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19. Vì vậy, kính mong nhân dân hạn chế tối thiểu lực lượng tiễn đưa tân binh, đồng thời thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch. Để buổi lễ được trang trọng, Ban tổ chức buổi lễ đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, đặc biệt là nhân dân tiểu khu 4 và tiểu khu 6 phường Hải Hòa, khu vực xung quanh sân vận động thị xã, phát động phong trào làm vệ sinh môi trường, giải phóng lòng lề đường, đảm bảo an toàn giao thông. Trước ngày 22 tháng 2 năm 2021, các hộ gia đình thuộc tuyến đường 1A đi Hải Thanh chưa thực hiện tháo dỡ vật liệu kiến trúc vi phạm vỉa hè thì lực lượng liên ngành sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định của pháp luật hiện hành. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Chủ trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, kỹ thuật phát sóng Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.